Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Chào mừng mọi người đến với video tiếp theo của mình. Thì tình hình là hôm nay mình xuống đây là tối nay mình sẽ ở lại và cùng anh hai đi đánh bắt cá, cua, ốc rồi các thứ để mà cùng anh hai làm một nồi cháo cá ăn tối nay, xem thử là buổi tối mình ở đây cảm giác nó như thế nào mọi người ạ. À, anh hai thấy được không? Em ở đây được không? Được, được. Thì tối hai anh em á đi cầm chài đi xuống dưới sông dưới kia. Anh hai nói bây giờ là cá trắng nhiều lắm, tại chân trớn này do trớn cho bắt cá đây dữ lắm. Đúng rồi, nên là xuống hai anh em á là đi chài cá rồi bắt ốc nữa rồi về nấu nồi cháo hết. Để tối nay anh em mình đi rồi mình quay cho mọi người xem nha mọi người. Bây giờ là hai anh em mình đi bắt cái nồi cơm trước ha, giờ cho mấy cục vàng rồi nó ăn trước rồi tối đi anh em quay cho mọi người xem nha. Hẹn gặp mọi người buổi tối nha. Mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì bây giờ tình hình là hai anh em đã tới chỗ cái con mương này mà để văng chài kiếm cá mọi người. Điện thoại mình là vay tối hơi mờ, mọi người chịu khó xem tí nha. Móc cái này ở đây hả anh hai? Vì sao đây để em cầm hậu quên cái mà kiếm mà đã gói á. Đây đưa đây em. Đeo đây đi. Bây giờ anh cầm lấy chài ra đi. Anh lấy chài ra. Để em xách xô cho. Đúng rồi. Em Vương có bạn tà lõn không? Tà lõn nữa. Hôm nay đi có Vương Phạm TV nữa mọi người. Đi theo chơi. Hồi nãy anh quên không hỏi em là đến anh đưa đồ bạn. Mấy đồ mà thể thao anh á, đồ quần dài á. Ủa anh hai cởi quần dài ra mặc bikini quăng chài chứ? Không, anh không có cởi. Hay vậy? Không, nó gì nè, ô sinh có cạch mà. Đúng rồi, nó ướt sao? Mang dậy luôn mà, anh muốn đọc dậy luôn đó. Rồi vô đây em điện thoại rồi. Không, có gì nữa đâu. Anh hai có bỏ điện thoại rồi gì vô đây cất không? Để đây nè. Đây bỏ, đây luôn. Bỏ vô em đây. Cho nó an toàn. Đúng rồi. Của tài sản của anh hai á. Tài sản anh cũng như đó. Cái gì tặng em về trước cũng được. Về trước đây lấy luôn xài giùm anh rồi. Xài giùm anh luôn hả? Bây giờ mấy anh em mình đi xuống quăng. Cái chỗ này tối chắc mọi người nhìn không ra đâu. Cái chỗ này là cái hôm bữa là mình có quay một lần rồi mọi người. Hôm nay lại đến chỗ này, anh hai nói là có quyền lội băng bên đó trước, chỗ này băng thẳng qua bên đó, còn anh này lội chỗ này anh giải xong anh qua bên đó anh vũ chạy. Bỏ giày ra anh. Không. Mang luôn hả? Không. Thôi lội theo anh hai luôn. Không, em lội qua cái đường này nè. Ủa em đi qua đường này hả? Lội qua đường đó, tôi ra chạy vũ. Ui, sao vậy? Sập giò hả? Tại anh vũ chạy bên đó mà. Rồi ok. Đây mình sẽ cầm một cái vợt này để đi giật cá nha anh hai. Được không Vương? Được, ok. Ồ, nước chảy dữ ta.
Nước chảy quá trời chảy luôn. Ui ui ui. Đi hướng này, đi hướng này. Ôi ơi. Rồi lên rồi. Anh dạy chỗ này quá quá tròn quá đẹp và chưa chân dính cái nhóc cơ mà. Được không anh hai? Không được, cá nhóc chân. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây luôn. Mà anh kéo kéo chạy chậm quá cá nó ra hết trơn. À, phải kéo nhanh xíu nữa. Khéo khéo ướt, khéo ướt. Này tay thôi. Anh lên được mà, khỏi kéo. À, anh kéo chạy chậm quá cá ra hết trơn. Ồ, có. Ồ, tối nay anh em mày có nồi cháo ngon rồi. Không, anh nói mà. Mọi người coi này. Đó, lụm lụm cá nè. Cá nó thế nào? Múc 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 nước vô vô, múc múc nước. Dạ, mà không có múc. À, anh hai sợ cá chết. Đó, cá giữ, trắng, giữ. Cá trắng nhập chân, cái cọc, hai từ từ đến vũ, đến vũ. Đông thôi rối chạy. Cá trắng, cá trắng. Cái tập á, mùa này cá trắng nhiều lắm mọi người. Không phải, tại ngay con nước đi. Ờ vậy hả? Phải nãy anh kéo lẹ. Ủa, đó hết rồi. Đấy kìa. Được 3 con rồi. Anh kéo chậm quá. Cá nó ra trần rồi, cá nó ra. Khoan khoan, gà. Gà này nó mới chạy. Ồ, chạy này anh hai văn được 5-6 con á. Anh kéo hơi chậm, dính, lẹ xíu. Dính gai hả? Không, cái cọc không hả? Cọc cái trắng không? Cái này cá trắng suối không? Ê, cá trắng cốc. Sông. Cái cọc, cái trắng, cái cọc. Cái cọc. Giờ quăng chỗ nào nữa anh? Quăng trực cái đó nè. Đây. Một họ. Rồi, quăng lại chỗ này cái nữa. Làm cái chỗ này nữa. Ờ, dạy chỗ này nè. Khéo té anh à. Dễ vậy. Ui. Không biết mọi người có nhìn thấy rõ không nhá. Tối quá. Nó hơi hình tam giác, anh Bình chạy mạnh quá. À. Anh Bình chạy á. Bình chạy cho nó cái gì chạy nó sát bờ đi tí. Đúng rồi. Ui, có bự vô chạy rồi. Có. À, có anh hai đón hay quá. Anh hai nói là gió này là có. Rồi. Có cá bự vô chạy rồi. Mà không mấy nó kẹp vô túi không. Thế mà có cá bự quá là cái vợt này là em sẽ chụp liền ha. Rồi. À. Ui. Cá lim kính. Cá lim kính này nè. À. À. Có con rạm kìa. Ờ, có con rạm. Đó, đưa em coi. Trời ơi. Đây mọi người, đây là con rạm đó nha. Nó không có giống con cua mà rạm này rất là ít. Bây giờ rất là ít rạm luôn. Ờ, anh giải này dính rạm rồi à. Rạm là ngon lắm. Nó ngon hơn cua nhiều. Là cá trắng con à. Thả, thả đi anh, cá nhỏ mình thả đi. À, cá cóc con nè. Ừ. Nhiều lắm. Covid. Covid. Hai giết bằng tay luôn. Anh hai giết Covid bằng tay luôn. Chơi lâu nay giết bằng tay không à. Thậm chí hả, nó tấn công anh dữ quá, đánh giết nó không kẹp mà chơi lấy mỏ tạt nuốt luôn. Lấy mỏ tạt nuốt luôn hả? Ừ, tạt nuốt luôn. À. Ôi, cá lim kính này giờ bữa tối mình mò chắc cá bự nhiều lắm á. Thôi đừng có mò. Ủa sao vậy anh hai? Bảo ăn uống nhìn chút ép. Bự anh còn thèm ăn, bự anh dục. Bỏ. Cá mà mấy cá lưu kính đó nè, chỗ nào có là cá trắng nó mất tiêu rồi. À vậy. Rồi bỏ không ăn thôi cho nó xuống lại nó sống chứ. Không, đừng thả, cho nó chết. Rồi anh hai bỏ. Cá là nghiệp. Nó phá cá đồng mình dữ lắm, cá của nước ngoài đó. Ủa con? Thải xuống sao mà? Phải không? Sao không phải? Phải đâu, ếch nhảy á. Ếch nhảy. Trời, thấy cá lục kính xong.
cá đó, nó hại cá đồng mà nó mùa màng rồi đó. Anh bỏ tên này chết tội nó anh à. Tội giùm tội, trời tội lộ xong hả tội. Không nổi đó. Cẩn thận nha anh em. Thôi anh này bằng cái nữa. Tròn. Cái này tròn nè. Lấy nữa anh hai văn hình trái tim em coi thử nha. Hình trái tim à? Ờ. Muốn thành hình trái tim mà để anh cho nó dính nhiều kỳ, nó méo, nó gịch, nó mới thành trái tim. Chứ sao ra thành trái tim đó. À dính chì nó mới thành trái tim. Ờ dính chì nó gịch méo nó mới ra thành trái tim. Nghe anh hai nói mà chưa thấy anh hai văn hình trái tim nữa. Anh giải ra hình trái tim quả vậy. Bây giờ là không thấy đường đó. Rồi vũ trại hơi ẩu. À. Ồ cá nó chui ra mẹ nữa rồi. Không có cá rô phi ta. À dính trà cá ra trên chị. Trời ơi hàng ti. Trời ơi. Cá ra hết rồi. Quang trên thấy cá nó vô trại đã nó ụt chạy ra. Trời ơi ngộ. Giờ dính nguyên cái trà. Bà nó dính nguyên cái trong trà nó hỏi gì chị. Bà thốt hổ thiệt rồi. Bà trên thấy cá nó vô đã nó lộn cái ụt chạy ra ngoài luôn. Mắc cười. Ô hay quá. Quá. Wow, lạnh. Má bình nó cá nó ra. Lạnh quá, lạnh quá. Cho anh thử rồi anh cho nó sụp xuống liền. Anh hai ướt hết rồi. Ừ, lội bằng bả luôn, lội đi, lội xuống đây. Kèm xuống đây. Ừ. Xuống xuống. Không chắc cá ra hết, mẹ nó khỉ. Ô nó chạy. Mất gì vậy anh? Cá nó chạy. Mát, nước mát này không lạnh. Mới đầu xuống này nó lạnh. À, cá đã chờ. Ô, ôi, lục bình. Nó có được mấy người thì ba kia đúng không? Ừ, ở đây có tay. Ui, ở đây có tay nhiều lắm á. Nhiều lắm. À, nó có mấy con hái với lại con cá. Ủa, đá. Không tay nhiều lắm, nãy em đi chặn nhiều lắm á. Đây nè. Hến mà. Này, con này. Ui, kiếm chạy con lét lét. Kiếm. À. Chu đây này mọi người. Wow. Kiếm chạy con bỏ cháo cho nó ngọt. Đây. Cầm. Kiếm chạy con. Không. Đây này. Đây này. Đó. Đó. Wow. Trời đã. Rạn chân đó. Rạn chân đó hả? Ờ, nhầm. Ủa. Đá. Cái này con bự nữa này. Thấy không? Đâu? Đó. Phải không? Đá. Đây này, về chắc chắn này. Nè, đâu? À, giữa. Đá không à? Cục đá. Phải đâu? Ồ đá không à? Đây con bự này. Ô. Trời. Đèn con nữa nè mọi người này. Một con nữa. Chốt cha. Một bọc rồi.
Wow, mọi người, trời ơi, cái con này nó to kinh luôn à. Ở chỗ này nước chảy này, nghe nước chảy này nhiều lắm. Quay. Ồ, con này nó nhỏ quá. Nhỏ quá, bỏ. Nhỏ bỏ. Nó có con to to. Wow, mọi người coi. Trời quá nhiều hến luôn. Em đọc xuống nó ướt đồ. À, đó hả? Hến này bắt luôn. Con này nhỏ, lấy thôi. Chỗ này thêm, cứ thêm nước chảy này là nhiều. Ok rồi. Chậm. Vô mà lấy nước rồi, nó không. Quay chưa? À, ok. Này mọi người này, mình mò nãy giờ này quá trời luôn, thấy không? Wow, thấy không? Nhiều quá. Nhiều này là mình nấu nồi tí. Cháo là cực kỳ ngon luôn á không? Tí. Mình đi qua anh hai không trời, nãy giờ bên kia biết sao? Nãy giờ gì dưới đây vậy? Cái gì? Ui, con cá. Trời. Đem lên cho luôn. Nhỏ nhỏ người cái này, cứ bơi lên. Cái này của ai vậy? Cái này của người ta. Ui, vương kéo kéo. Cái này. Ui, cái này của ai nó bị trôi mọi người à. Cầm lên đi. Để anh biết của ai. Coi video đừng có chửi nha. Nói chung là hai anh em lâm được cái bí kíp. Tình cờ thôi, mình không cố ý. Lỡ là lâm luôn hả? Cái này cá gì? Cái này cá lăng đúng không? Cá lăng, lăng con hả? Thấy không? Thấy nè. Thấy chưa? Ok. Giờ cái này của ai em cũng biết không mọi người? Thôi mình thả lại vào vị trí cũ ấy. Em tả cái bẫy lại. Em mò được con cá lăng này. Thấy không? Nè. Anh thấy em giỏi không? Dạ. Đó, nãy giờ anh quăng được con cá lăng nào không? Chưa. Dính cá cọc cá trắng à? Không. Trời, cá trắng không hả? Trời, em bắt được con cá lăng bự luôn á. Anh biết bữa nay cá nó đi dữ lắm nè, không? Cá trắng. Anh thấy hết không? Này, cái này là trai chứ? Đúng rồi, mấy con bự con trai đó. Em bắt một đống luôn. Tối nay anh em mình nồi cháo ngọt rồi anh hai à? Ngọt ngon rồi đó. Cái này mình luộc rồi nó hở ra là mình nấu cháo chứ anh? Hay sao? Bây giờ muốn luộc ngon lành á là mình về mình ngâm với ớt, đốc hành với nhã đắt ra liền. Với nước gạo do hồi chiều trong thau đỏ hồng á. Ngâm chung vậy đó. Ngâm xíu là nhả ra là nấu cháo được luôn. Còn muốn ngon nữa thì ngâm bữa nay ngày mai anh chơi mà nướng phi mà hành. Ngon nướng không? Vậy bây giờ cái này ngâm lại để mai hơn. Mai mình chơi phi mà hành. Mai cho anh hai ăn đi. Mà phi mà hành. Anh làm cái món phi mà hành cho mày ăn. Ok. Nướng lên mà mình phi mà hành. Tối nay anh em mình nó cháo cá đi. Cá này nhiều chân rồi đó. Đây nè. Quăng một hai chài nữa anh hai Đến hai quăng nhiều quá mệt. Mà mệt thì. Tại mệt chứ quăng nó giùm. Nè, chăm bếp nó không gắt dữ nữa. Chài này là quyết định đấy anh hai. Quyết định bắt cái bự mà thấy không? Anh giải anh chụp anh né cái bụi cây qua hút luôn thấy không? Đó. Mình nói cho mọi người biết một điều nãy giờ mình mới biết luôn là cái con mương này có rất là nhiều đĩa luôn mọi người à. Thì nãy giờ mình mới nhớ lại, tại hôm bữa là có anh kia là anh cũng mò trai ở đây này mà anh bị đĩa nó đu để trâu nó ke nó đeo ngay cây hai á. Nó đeo ở đâu? Đeo ngay cây hai á. Cây hai con đĩa trâu nó đeo ngay cây hai của anh luôn hả? Đeo để nó mua mà đó, thấy không? Đĩa trâu nó đeo mọi người. Ô, anh hai, con cá gì bự vậy? Rồi, cá lên chín nữa. Nữa rồi. Nữa trời, rồi, ông văng luôn. Ôi, cho nên mình sợ nãy giờ mình kiểm tra cái quần nãy giờ.
sợ đĩa nó đâu, tại kiếm, vì con... kiếm tra là phải kiếm 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 tra cả tháng á, hai bên háng không? Ừ, nó không có đeo khơi ngoài đâu. Ừ. Đấy, con nó đĩa... nó đã nhận mà đeo là nó đeo nó chui tới háng. Con đĩa nó đâu mình đâu có biết đâu anh hai. Đúng rồi, đâu biết. Nó cắn tới lúc biết thì nó no nóc rồi. Ừ, tới lúc mình biết nó đu là nó no mất tiêu rồi. À, ừ. Cho nên mình lội nãy giờ mình mò trai mò hến quá trời, mình sợ mình kiểm tra nãy giờ cũng hơn là chưa thấy. Có không Vương? Vương có không? Cá hả, nãy kiểm tra nha. Có hai bên háng mình đâu. Mà tướng ngọt quá nó hút bớt đi. Ừ. Anh hai cũng coi lát kiểm tra nha. Không, nó không đeo anh hai rồi đâu. Gì không? Đeo sao? Được đeo. Sao vậy anh hai? Giọng như bạn quần già ăn tini đi chua chỗ nào mà đeo. Wow. Giờ làm thấy lo, hết dám mò, hết dám lội dưới luôn á. Rồi gỡ cái không về nha. Anh, bởi anh đâu dám nói. Bởi anh nói mấy em sợ, mấy em không dám mò sao, lấy gì có con trai hả? Trời ơi. Trời ơi. Rồi anh hai chơi thôi. Anh hai tốt ghê. Anh hai thì tốt gớm mà anh hai không. Tốt ghê. Anh hai không có dám la làng. La làng mấy em lấy gì mò được một đống con trai. Thôi bây giờ anh em mình bởi tại sao anh mang giày rồi bằng quần dài ăn bằng áo ăn đi bỏ thùng nè, rồi mà đeo chỗ nào mà chua đâu, chua đâu đeo đâu ơi, chua đâu đeo mình đâu? Không biết mình mặc mỗi cái quần đùi. Cười cười bởi oxin cao cấp lên chơi gì đó. Giá trà là mang giày ăn bằng áo quần mà Anthony bỏ thùng hoàng ha. Đóng thùng đàng hoàng. Thôi giờ xin ai giả trà giống anh không? Xin phép mọi người mấy anh em mình đi mình đi về đúng chỗ hôn giả của anh hai nấu nồi cháo ăn quay cho mọi người xem tí. Giờ này cũng khuya rồi. Mà 10:30 rồi. Không có hành. Lụa anh mèo ha. Đợi ngứa chưa? Tắm cho nó bớt ngứa rồi đi về nhà mình nấu cháo mọi người à, ngứa lắm. Ngứa đâu ngứa, đi vô chỗ mà khu rừng mắc mèo tắm mà ngứa gì. Kiểm tra ngã ba đĩa có đô không nha. Không. Đeo cái hai không? Rồi đó Vương, Vương tắm đi. Thở được rồi. Lông mèo tắm đi. Được rồi. Xong rồi. Ờ nghĩ gì? Hả? Lông mèo cứ tự nhiên đi. Cẩn thận nha. Có đâu cẩn thận. Ôi, đợi sao? Sao? Lỗng múc ra ngoài được phải không? Hay quá! Bữa nào chỉ em coi. Để ập cái đâu mà chỉ. Khởi động không? Khởi động. Khởi động là... Chỗ này ngay yếu quá, chạy mạnh rồi mới đã. Liên công muốn rút. Khởi động nó làm gì? Để mà quýnh vợ. Quýnh nào quýnh vợ mà vợ hạt. Vợ hạt thành viên không? Anh hai muốn vợ dưới nước luôn à. Nó chạy thì chạy ha. Giữ đứng nè, đứng chung đắng nè. À. Đứng chung đắng. Ôi, muốn dở dưới nước được luôn hả? Nước chảy mạnh mà mua nữa. Mình dở thằng bằng nước chặt. Chịu à, không sao? Gì vậy? Gì đâu, mình mua rồi cho nước nè. Thôi giờ mình lên đây về. Thôi lên đây về, về đây. Về đây về, nấu cháo cho mọi người ăn đây. Đây đi. Sẵn cho nên hai một cái. Sao mà thấy tập đẹp trai không? Đâu? Thấy tập đẹp trai không? Dốc chùm hai không? Trời ơi, đỉnh cho thấy nguyên chùm hả? Thôi à. Chạy đâu vậy?
cha lớn thôi đi về đi. Cha cô quý ta chưa cho thấy à. Mấy chục năm trong đào không? Giữ nguyên không? chơi nắp định tụt quần hơn thế mà. Chơi vậy. Sao đâu bây giờ này có tối tối có sao mà sao bữa nay không có sao đâu. Không chơi gớm. Anh em tu go gì ạ? Thấy nguyên chùm sâu lông. Sâu lông hả? Con sâu lông. Con sâu lông. Mình chào tất cả mọi người nha. Tình hình là hai anh em về tới nhà rồi, đang dọn cá đồng đồ rồi. Đây là cá nãy giờ anh hai chài này. Cũng nhiều rồi chứ. Anh hai đang ngâm đây. Đây là mấy con trai nãy giờ mình mò. Một con cá trai ở đây cỡ này là cũng là chưa to đâu mọi người, nó còn to nữa. Nhưng mà mình bắt được cỡ này không à? Tại vì mấy con to bị anh bắt ăn hết mẹ nó rồi. Mấy con to bắt ăn hết rồi. Anh hai thay đồ ra cho nó khô anh à, để nhiễm bệnh á. Biết rồi, nhưng mà mặn cá chưa đây. Mặn mau lắm. Chưa để thay đồ đó, nó tanh gình ha. Chứ để là nó bệnh đó nha. Biết rồi, anh chí. Trời, dễ anh bệnh. Sao đây lấy muối? Muối hả? Muối một cái cá. Nè muối anh hai nè. Giờ hai anh em làm mấy con cá này nấu cháo hai anh em ăn. Tại chiều giờ hai anh em cũng đâu có ăn cái gì đâu. Chưa ăn gì nữa. Còn mấy con này thì để ngâm lại cho nó nhả sình cát ra để mai cho anh hai nấu anh hai ăn được. Nước muối để chà cá anh. Để mình mặn cá cho đựng tanh. Cái rổ này để đắt bỏ. Đó, rổ để bỏ cá vô. Cá trắng này là mùa này là cá trắng nhiều nên kho. Cá trắng này mình kho nghệ ăn ngon lắm á. Đúng rồi. Kho nghệ hoặc là nấu canh chua lá me á mọi người à. Ở quê mình hay nấu vậy á. Nhưng mà anh mặn đặc hậu vậy đó, một hồi cái anh cắt nó sao. Nhưng mà cái cá trắng á, cá trắng đồng này mình mà kho là mình không bắt nó lên mình luộc trước mọi người. Mình luộc trước cho nó chín xong bắt đầu mình bỏ gia vị vô. Rồi bắt đầu cái mình nấu nó sôi lại một lần nữa, nó thấm gia vị luôn đó, con cá rất là mềm. Mọi người ăn là cá nó mềm ngon lắm. Kéo cắt không? Có kéo ở trong thùng ấy rồi. Kéo để cắt kỳ đuôi mang nữa đó. Vì mình đặt hậu trước đi rồi lấy kéo cắt sao. Gần xong chưa anh hai? Gần xong rồi. Còn mấy con nữa hả? Đâu rồi cái tô anh hai để đâu rồi? Nè tô nè, tô anh nữa nước muối cáo này nè. Anh hai cắt được tô. Cho mọi người. Cho mọi người xem. Đó, tô cá làm nãy giờ. Còn cá trắng. Của hai anh em mình nhiêu này là nhiều lắm á anh hai. Vậy chứ nữa. Vương rồi về rồi. Tối quá về rồi. Còn hai anh em mình thôi. Ăn gì hết nấu. Nguyên một tô luôn. Có hai cá nó nguyên cái lăng cái lô đồng bự luôn. Hai cá lô đồng nữa. Trời ơi. Quá trời cá này. Em tranh thủ đập tỏi cho mình đi. Dạ, để em đập tỏi cho. Con mèo. Con chú miêu của anh hai khèo con cá kìa. Nó không chịu ngủ mà nó đứng đây nó giỡn với con cá này. Con cá rô đồng à. Cá rô đồng nó vàng ghê anh hai ơi. Lọt nó té à.
Nhầy quá à. Ngồi xuống anh em thôi ơi. Cháo à, xong rồi. Anh em mình action ở ba cái. Anh hai thay đồ ra. Dở cháo ra đi. Wow. Cháo anh em. Ok dạ, chưa? Cái làm siêu hành. Quá trời cá luôn mọi người ơi. Cá nhiều lắm. Ở nay lấy tự nhiên. À. Wow. Mời mọi người dùng tới nhân cháo nha. Anh em mình hết nổi rồi này không? Sao mà hết nổi? Hết cháo được chứ sao hết nổi? À. Rau nè. Ở rau ghém nè, mục tiêu chờ không có rau ghém nè. Không không có nè. Có rau ghém. Ồ, có khóm nè, khế. À, chuối. À, khế với chuối. Chuối, khế với lại rau quế. Rồi, để anh mà múc. À, rồi, ô, cảm ơn anh hai luôn. À, em múc à. Cho em con cá bự. Ôi, ăn hết. À, ăn không hết thì để dành cho măng mi. Đó, nè, cá bự. Ôi, thôi. Trời, anh hai. Đó, nó cá rô đồng bự có trứng đó. À, ăn. Đây nè, em khoái cá rô à. Thì đó. Anh cũng khoái nhưng mà con còn bự đó thì để cho em mời anh hai chạy cực khổ. Thôi được rồi, em ăn này, cái này anh lúc nào mà không có hả? Cái này là em mời. Này, em mời anh đó, hai. Rồi đó. Ừ, dạ. Anh hai đưa em con cá bự đây nè. À, thì anh chạy mấy này là nhỏ rồi anh cũng chê đó. Anh hai chạy sớm giờ em có làm gì đâu. Mai mấy con trai đó là anh hai ấy nha. Rồi, anh em... thằng rồi ok được rồi đây, em có đó thôi. Mai là mấy con trai là anh hai anh tính nấu món gì? Anh mời anh nướng nướng mà rưới mỡ hành lên. À, rưới mỡ hành không? Ờ. Ông hành được. Trước kể là anh phi đỏ trước. Thiệt là nhiều. Rồi cũng được. Bắt lên lò than nước. Hở miệng ra con nào hở miệng là con đó mới rưới mỡ hành lên ăn. Mình mời tất cả mọi người nha. Giờ này là để coi. Giờ ngọ chưa? Không giờ chưa? Ấy rồi anh à. Giờ này 2 giờ luôn. Giờ này là 11 giờ gần 12 giờ rồi nè. Gần 12 giờ đêm rồi. Ừ. Mời tất cả mọi người nha. Ăn đến ngủ khuya quá. Ngon anh ha, mà đường hơi nóng. Cháo nó ngọt, ngon quá trời, tại nhờ cá. Ừ, cá nhiều quá nó ngọt đúng không? Ăn từ từ thôi nha, nóng á. Wow, hấp dẫn quá. Ngọt không? Nó ngọt. Tại cá nhiều quá, lỡ nó tăng độ ngọt, nó chịu. Đúng rồi. Đồ, con cá rô trứng á, anh hai ăn. Mà mấy cái trắng bự này cũng có trứng nè, trứng nhóc luôn á. Đúng rồi, cá trứng lắm. Tại bữa nay cá nó đi đẻ mà. Hai anh em cả một nồi cháo luôn, trời. Anh biết bữa nay cá dữ lắm. Bởi vì nãy anh hai kêu là đi đi Minh, một hai là phải chài bữa nay chứ ngày mai ít cá lắm. Nay nhiều cá. Mà có ít mà cá đầu lâu ha. Đúng rồi. Nãy buồn ngủ lắm chứ mà thôi đi với anh hai. Bởi vì nhờ anh hai nói hôm nay mới có nồi cháo ngon vậy ạ. Hồi nãy em mày về là đâu có cháo gì ăn đâu. Đúng rồi. Ngon quá. Sương bỏ đây. Ờ, bỏ đó đi. Quạt mà tháng cho trong cơm. Nhiều quá. Dạ qua này nè. Hãy để bên này cho ăn nè. Qua đây ăn này con. Ê bậy. Hư. À, thôi giờ này cũng khuya rồi, mình xin phép tất cả mọi người, mình với anh hai kết thúc video ở đây. Hai anh em ăn cháo rồi cũng đi ngủ luôn mọi người. Giờ này là cũng đây để cho mọi người xem nè. Chói quá. Giờ này là gần 12 giờ khuya rồi mọi người. Thì, hẹn gặp mọi người ở video sau nha. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Mọi người yêu quý thì cho mình xin một like, đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ mình nha mọi người. Thôi mình good night mọi người, chúc mọi người ngủ ngon nha.
Goodbye, good night to you again.